Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin y tế ngày 24 tháng 9 do báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây. Kỳ tích đến với hai anh em ngộ độc botulinum không có thuốc giải. Hội chẩn chuyên gia nước ngoài cứu nam bệnh nhân nặng nhất trong vụ cháy chung cư mini ở bệnh viện Bạch Mai. Đàn ông đốt hơn 100 nốt, bé trai 10 tuổi tử vong do suy đa tạng, rối loạn đông máu. Hai bệnh nhi nguy kịch vì mắc bệnh dại, bác sĩ cảnh báo. Phát hiện ung thư da sau nhiều năm không thăm khám, người phụ nữ ở Hà Nội thủng dạ dày chỉ vì vật dụng ngày nào cũng dùng trong nhà. Hai dấu hiệu cảnh báo ung thư xương ở trẻ, cha mẹ cần đặc biệt lưu ý. Cơ sở thẩm mỹ Mitterly hoạt động không phép, thách thức thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin mới nhất từ Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang cho biết tình hình sức khỏe của hai nam bệnh nhân bị nhiễm độc botulinum hồi tháng 5 vừa qua đã ổn định. Một người được xuất viện, người còn lại đã có thể mở mắt, cử động. Hai anh em trong vụ ngộ độc botulinum không kịp dùng thuốc giải đã trải qua hơn 3 tháng điều trị, nhiều lúc gần như vô vọng và phép màu dường như đã xảy ra với hai anh em. Con trai lớn của tôi được xuất viện ngày hôm qua, con trai út đã mở mắt, cử động được hai tay. Gia đình làng xóm không ai tin hai đứa có thể sống sót vì không có thuốc giải độc botulinum, ông Lê Minh Tiến chia sẻ. Người cha cho hay con trai 26 tuổi làm nghề vá vỏ xe ô tô trên thành phố Hồ Chí Minh rồi gọi em trai út 18 tuổi lên làm cùng. Chỉ vài tháng sau tai nạn xảy ra, hai đứa mua cây trà lụa 30.000 đồng ăn với bánh mì. Ăn xong thì có triệu chứng rồi nhập viện. Sau 3 tuần được điều trị tích cực tại khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện Chợ Giấy, hai anh em có sinh hiệu ổn định nhưng phụ thuộc thở máy. Người em có tình trạng nặng hơn, gọi biết nhưng không thực hiện được y lệnh hay vận động đơn giản. Sau đó hai bệnh nhân được chuyển về bệnh viện Đa khoa Hậu Giang điều trị lâu dài. Thực sự tôi không ngờ con sống được. Khi chuyển từ bệnh viện Chợ Giấy về đây, cháu nằm như khung gỗ, không cử động nhúc nhích hay biết gì cả. Có lúc bác sĩ và gia đình tưởng con mất rồi, phải chuẩn bị hậu sự cho cả hai đứa. Hiện người anh 26 tuổi đã được xuất viện, sinh hoạt ăn uống đi lại như bình thường. Trong khi đó, người em đã mở mắt, cử động được trong 4 ngày qua. Bệnh nhân ăn cháo nhưng chưa thể nói chuyện, hiện vẫn được theo dõi tại phòng hồi sức. Ngộ độc botulinum hiếm gặp nhưng có khả năng gây tử vong cao. Những loại thực phẩm có nguy cơ chứa độc botulinum bao gồm các loại thực phẩm lên men truyền thống không đảm bảo vệ sinh, thực phẩm đóng hộp và sữa chua đã bị hỏng. Vì vậy, người dân cần hết sức cẩn trọng, xem kỹ hạn sử dụng khi mua và sử dụng các loại thực phẩm nói trên. Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, trong số các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini đang nằm điều trị tại đây, hiện có một trường hợp nặng đang điều trị hồi sức tích cực tại trung tâm hồi sức. Các bác sĩ đang nỗ lực cùng các chuyên gia trong nước và quốc tế quyết tâm cấp cứu, cố gắng cai máy thở sớm nhất, phục hồi chức năng sớm cho bệnh nhân. Thông tin về tình hình sức khỏe của 21 bệnh nhân là nạn nhân của vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, hiện có một trường hợp nặng đang điều trị hồi sức tích cực tại trung tâm hồi sức. Một trường hợp chấn thương gót chân hiện đã được các y bác sĩ thực hiện phẫu thuật. Các trường hợp còn lại có cải thiện dần theo dõi thêm những rối loạn có thể diễn ra, tiếp tục điều trị oxy gọng và liệu pháp tâm lý. Đến thời điểm này, nam bệnh nhân nặng nhất của vụ cháy chung cư mini điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai vẫn thở máy, chưa tỉnh. Các bác sĩ đang nỗ lực cùng các chuyên gia trong nước và quốc tế quyết tâm cứu chữa, cố gắng cai thở máy sớm nhất, phục hồi chức năng sớm nhất cho người bệnh. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ cho biết, bệnh viện sẽ có lịch tái khám để theo dõi sức khỏe lâu dài miễn phí cho người bệnh là nạn nhân của vụ cháy, ngay cả những bệnh nhân trước đó là nạn nhân của vụ cháy chung cư mini không điều trị tại bệnh viện. Nếu có nhu cầu theo dõi sức khỏe, Bệnh viện Bạch Mai cũng sẵn sàng tiếp nhận. Sáng ngày 23 tháng 9, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, từ đầu tháng 9 đến nay có 3 trường hợp trẻ chuyển đến đây trong tình trạng nguy kịch vì ong đốt. Trong đó, một bé trai 10 tuổi dù được nỗ lực điều trị nhưng đã tử vong do suy hô hấp, phù phổi cấp, suy tuần hoàn, suy gan, suy thận, rối loạn đông máu. Trước đó vào ngày 18 tháng 9, bé trai BL 10 tuổi ở Hải Dương bị ong vò vẽ đốt trên đường đi học, với hơn 100 nốt đốt rải rác khắp cơ thể. Ngay sau đó, bé được gia đình đưa đến cơ sở y tế và xử trí truyền dịch, dùng các thuốc giảm đau, thuốc chống dị ứng. Lúc này, trẻ đã tỉnh táo nhưng mệt và khó thở nhiều. Ngay lập tức, trẻ được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương để được tiếp tục điều trị. Giờ thứ 5 sau khi bị ong đốt, trẻ đã vào khoa điều trị tích cực nội khoa trong tình trạng suy hô hấp, phù phổi cấp, suy tuần hoàn, suy gan, suy thận và rối loạn đông máu tiến triển nhanh chóng. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành hỗ trợ chức năng cơ quan cho bệnh nhi với các biện pháp như thở máy, lọc máu liên tục và lọc máu hấp phụ độc chất. Tuy nhiên, tình trạng suy đa tạng tiếp tục diễn biến xấu, suy tuần hoàn nặng hơn, cần duy trì thêm nhiều thuốc trợ tim, vận mạch. Các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn và quyết định thực hiện kỹ thuật ECMO, tim phổi nhân tạo để hỗ trợ các chức năng của các cơ quan nhằm duy trì sự sống cho bệnh nhi. Mặc dù đã được điều trị tích cực, nhưng sau 2 ngày, tình trạng bệnh nhi không cải thiện, trẻ đã tử vong trong bệnh cảnh suy đa cơ quan, rối loạn đông máu nặng không đáp ứng với các biện pháp điều trị. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Tạ Anh Tuấn, trưởng khoa điều trị tích cực nội khoa Bệnh viện Nhi Trung ương, tai nạn do ong đốt là tai nạn thường gặp ở trẻ, đặc biệt là các cháu sinh sống tại các vùng nông thôn, vùng dân tộc.
Tùy theo loài ong mà nọc sẽ độc ít hay độc nhiều, có loại gần như không độc như ong mật, nhưng cũng có loại gây tử vong chỉ với 10 vết chích như ong vò vẽ, ong đất, ong bắp cày, ong bầu. Để tránh hậu quả nghiêm trọng khi trẻ bị ong đốt, các bậc phụ huynh cần bình tĩnh xử trí, nhanh chóng di chuyển trẻ tới khu vực an toàn, tránh bị đốt nhiều hơn. Đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời, không nên trì hoãn để thực hiện các bước sơ cứu tại nhà. Khoa hồi sức tích cực nhiễm và COVID-19 Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, trong 2 tuần qua, khoa đã tiếp nhận 2 trường hợp bệnh nhi mắc bệnh dại với tổn thương não nặng, tính mạng nguy kịch. Tối ngày 22 tháng 9, bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Châu Việt, trưởng khoa hồi sức tích cực nhiễm và COVID-19 Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, trong 2 tuần qua, khoa đã tiếp nhận 2 trường hợp bệnh nhi mắc bệnh dại. Hai bệnh nhi lần lượt là bé trai 8 tuổi, cư ngụ tại tỉnh Gia Lai và bé trai 13 tuổi, cư ngụ tại tỉnh Đắk Nông. Ghi nhận tình trạng lúc nhập viện, các bệnh nhân đều vào giai đoạn viêm não, tổn thương nặng, tính mạng nguy kịch. Người nhà bệnh nhân chia sẻ, trước đó các bé không kể cho gia đình biết có sự cố, nhưng tại khu vực quanh nhà đã phát hiện chó chết bất thường. Nhận thấy những hiểm họa khôn lường từ bệnh dại, bác sĩ Việt khuyến cáo phụ huynh không được chủ quan, bởi bệnh dại do virus dại gây nên. Virus này lây từ động vật sang người qua chất tiết, thường là nước bọt. Thời gian ủ bệnh từ 2 đến 8 tuần, ngắn thì khoảng 10 ngày và dài có khi từ 1 đến 2 năm, tùy lượng virus và độ nặng của vết thương. Người bệnh sẽ nhiễm virus cấp tính tại hệ thần kinh trung ương. Triệu chứng khởi đầu của bệnh dại bao gồm mệt mỏi, nhức đầu, sốt, cảm giác sợ hãi. Bước vào giai đoạn viêm não thường có biểu hiện như mất ngủ, tăng cảm giác kích thích, sợ ánh sáng, sợ tiếng động, sợ gió. Mức độ nguy hiểm nhất là rối loạn thần kinh thực vật với đồng tử giãn, vã mồ hôi, tăng tiết nước bọt, rối loạn huyết động. Nguồn lây bệnh dại là động vật hoang dã và cả động vật sống gần người như chó hay mèo. Phương pháp để xác định bệnh dại là xét nghiệm PCR virus dại trong nước bọt. Virus gây bệnh có sức đề kháng yếu và bất hoạt trong khoảng 2 phút ở 70 độ C. Cụ thể dưới ánh sáng và các chất sát khuẩn thông thường có thể làm mất độc lực. Trước thềm ngày Thế giới phòng chống bệnh dại 28 tháng 9, bác sĩ lưu ý phụ huynh dù bệnh dại vô cùng nguy hiểm nhưng cũng có thể chủ động phòng tránh cho con trẻ. Theo đó, người nhà nên giúp trẻ hiểu và khai báo sớm nếu có động vật làm bị thương, cần rửa sạch và sát trùng vết thương. Nhanh chóng đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để chích vaccine, huyết thanh kháng dại, chích ngừa uốn ván theo chỉ định của nhân viên y tế nếu có. Cần chích ngừa dại cho vật nuôi và diệt ổ bệnh khi phát hiện, theo dõi sát những vật nuôi chưa phát hiện trong ổ. Với những người tiếp xúc thường xuyên với động vật như nhân viên thú y, kiểm lâm cũng cần chích ngừa định kỳ. Đầu tháng 9 vừa qua, Bệnh viện Da Liễu Trung ương tiếp nhận một nữ bệnh nhân với biểu hiện trên da xuất hiện nhiều tổn thương sần sùi, loét, rỉ dịch bẩn xuất hiện ở vùng đầu, mặt, cổ và ngực. Sau khi thăm khám, các bác sĩ cho biết người phụ nữ này đã mắc đa ung thư biểu mô tế bào vẩy ở da. Biết bản thân có những sần lạ trên da từ khi còn là thiếu nữ, nhưng tới sau năm 30 tuổi, chị mới thấy nhiều tổn thương loét rỉ dịch. Khi đi khám, các bác sĩ phát hiện mắc ung thư da. Bệnh nhân tuổi trung niên đến khám tại Bệnh viện Da Liễu Trung ương đầu tháng 9, thạc sĩ bác sĩ Lê Thanh Hiền, khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng của bệnh viện cho biết, nữ bệnh nhân có rất nhiều tổn thương ung thư da tập trung chủ yếu ở vùng mặt và cổ. Chia sẻ với bác sĩ, chị cho biết từ khi khoảng 15-16 tuổi, toàn thân chị bắt đầu xuất hiện những tổn thương sẩn hoặc rát màu trắng giống hạt cơm và giống tổn thương lang ben rải rác. Đến năm 30-40 tuổi, nhiều tổn thương sẩn sùi loét rỉ dịch xuất hiện ở vùng đầu, mặt, cổ và ngực, những vị trí tiếp xúc nhiều với ánh nắng, chị mới tới khám bệnh viện. Các bác sĩ phát hiện gần 20 tổn thương nghi ngờ ung thư da cùng rất nhiều các tổn thương bệnh lý khác. Kết quả xét nghiệm mô bệnh học cùng một số xét nghiệm chuyên sâu cho thấy nữ bệnh nhân bị ung thư da biểu mô tế bào vảy ở da trên nền loạn sản thượng bì dạng hạt cơm. Bệnh nhân sau đó được phẫu thuật và điều trị nhiều đợt để loại bỏ tổn thương ung thư da, dùng thuốc bôi toàn thân, hạn chế tối đa sự xuất hiện thêm các tổn thương ung thư da mới. Tuy nhiên, bác sĩ Hiền cho hay nguy cơ xuất hiện thêm nhiều tổn thương ung thư da mới trong trường hợp bệnh nhân này là rất cao. Phương pháp phòng chống ung thư da quan trọng nhất là phòng tránh tác hại của ánh sáng mặt trời như hạn chế ra nắng, che chắn nắng và sử dụng các sản phẩm chống nắng cho da. Bác sĩ cũng khuyến cáo người dân tự khám da tại nhà và định kỳ thăm khám tại các bệnh viện chuyên khoa da liễu. Chiều ngày 22 tháng 9, Bệnh viện Việt Đức thông tin về trường hợp hy hữu, một nữ bệnh nhân ở Hà Nội đã bị thủng dạ dày 2 tháng mà không biết để đi chữa trị. Nguyên nhân chỉ vì vật dụng vẫn dùng hàng ngày, đó là chiếc tăm. Đó là trường hợp của bà CLH, 48 tuổi, bệnh nhân có tiền sử khỏe mạnh, thói quen xỉa răng bằng tăm tre sau mỗi bữa ăn. Bà H cho biết bà bị đau xuất hiện cách đây 2 tháng, đau âm ỉ vùng thượng vị, có lúc quặn cơn, kèm đau nhiều và khó thở. Tự điều trị thuốc viêm dạ dày tại nhà, sau 2 tuần không đỡ nên đã đi khám tại một bệnh viện đa khoa. Nội soi chỉ thấy khối đẩy lùi vào lòng dạ dày, chụp phim không phát hiện bất thường, sau đó chuyển bệnh viện lão khoa trung ương chụp phim, nghi có dị vật xuyên thành môn vị, đâm vào gan trái, sau đó được chuyển đến bệnh viện Việt Đức.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đắc Thao, Trung tâm Phẫu thuật Đại Trực Tràng, tầng Sinh Môn Bệnh viện Việt Đức cho biết, bệnh nhân CLH vào viện trong tình trạng tỉnh, không sốt, bụng mềm, ấn đau tức thượng vị và hạ sườn trái, không có phản ứng hay cảm ứng phúc mạc, không nôn, đại tiện bình thường. Chụp CT thấy hai dị vật gồm một dị vật dài 22mm xuyên thành môn vị và một dị vật dài 21mm dưới gàn trái. Nội soi thấy thâm nhiễm viêm ở hành tá tràng, dễ chảy máu, hút áp lực âm không thấy chảy mủ hay dị vật. Sau một tuần điều trị kháng sinh, theo dõi tình trạng đau bụng của bệnh nhân vẫn còn. Chụp CT dị vật vẫn ở vị trí cũ, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật nội soi lấy dị vật cho bệnh nhân. Trong mổ thăm dò thấy ổ bụng sạch, không có dịch, mặt trên môn vị dính với mặt dưới gan trái, thâm nhiễm viêm nhiều. Gỡ ra kiểm tra thấy ba mảnh dị vật giống như tăm tre bị gãy, đâm xuyên từ môn vị lên mặt dưới gan, tiến hành lấy bỏ dị vật, kiểm tra kỹ môn vị không thấy rõ lỗ thủng. Đặt một dẫn lưu theo dõi, sau khi lấy bệnh phẩm khỏi ổ bụng, ghép lại thấy rất giống một que tăm tre. Bác sĩ khuyến cáo, khi bị dị vật đường tiêu hóa, người bệnh cần được chẩn đoán kịp thời, đúng cách và chuyển ngay đến các cơ sở uy tín để được khám và kiểm tra, lấy bỏ dị vật, điều trị các thương tổn phối hợp, thủng thực quản, thủng dạ dày, thủng ruột. Ung thư xương là bệnh có nguy cơ tử vong cao, đặc biệt là ở người trẻ. Hiện nay, bệnh ngày càng xuất hiện nhiều ở trẻ em và trẻ vị thành niên. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân, thậm chí là tính mạng. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Đình Toàn, Phó trưởng khoa khám xương và điều trị ngoại trú Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội cho hay, ung thư xương nguyên phát hay gặp ở lứa tuổi từ 1 đến 12. Đây là loại ung thư có tỷ lệ tử vong cao, đặc biệt ở người trẻ. Ở giai đoạn sớm, các triệu chứng của bệnh lý này không biểu hiện rõ rệt, người bệnh thường không chú ý đến, dễ bỏ qua. Nhiều phụ huynh rất bất ngờ khi con mình được chẩn đoán ung thư xương, bởi trước đó khi thấy con kêu đau mỏi chân tay, nhất là đau đoạn đầu gối, xương cánh tay, cha mẹ thường cho rằng do trẻ vận động nhiều hoặc va chạm đâu đó hoặc bị thiếu canxi. Sau khi cơn đau tái phát nhiều lần, đi khám chuyên sâu mới phát hiện ung thư xương. Hai dấu hiệu thường thấy nhất của ung thư xương ở trẻ là sưng, đau không có nguyên nhân cụ thể. Vì thế cha mẹ cần đưa con đi khám chuyên khoa ngay khi có triệu chứng này. Theo bác sĩ Toàn, ban đầu cơn đau có thể tăng cũng có thể giảm hoặc mất đi theo thời gian. Về sau cơn đau âm ỉ liên tục, tăng nhiều về đêm và không đáp ứng với các thuốc giảm đau thông thường. Đau có thể liên quan hoặc không liên quan đến vận động. Những năm gần đây với những cập nhật kỹ thuật mới, bệnh nhân ung thư xương đặc biệt ở giai đoạn 1, 2 có thể bảo tồn chi trong khi vẫn loại bỏ được khối u. Sau đó tái tạo phần khuyết hỏng bằng các phương pháp như tái tạo sinh học, tái tạo bằng khớp nhân tạo, thiết kế đặc biệt cho trẻ nhỏ, giữ lại phần chi thế cho các bé. Chiều 22 tháng 9, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngay sau khi nhận thông tin phản ánh của người dân, Thanh tra Sở đã phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện cơ sở thẩm mỹ Dr. Lee Bình Dương ngang nhiên hành nghề thẩm mỹ trái phép với các kỹ thuật can thiệp có xâm lấn tại thành phố Thủ Đức. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện cơ sở này có trang bị một giường khám, tủ đựng trang thiết bị y tế cùng các dụng cụ tiêm filler và nhiều dụng cụ nâng mũi bằng chỉ như quảng cáo của cơ sở này trên mạng xã hội. Kiểm tra trang Facebook Thẩm mỹ Mr. Lee Bình Dương, Thanh tra Sở Y tế phát hiện Mr. Lee có đăng tải quảng cáo dịch vụ thực hiện các kỹ thuật thẩm mỹ, có hình ảnh Mr. Lee đang thực hiện thẩm mỹ nâng mũi bằng chỉ và tiêm filler cho khách hàng. Cũng tại thời điểm đoàn kiểm tra đến, Mr. Lee vừa thực hiện xong kỹ thuật nâng mũi chỉ thẩm mỹ cho một khách và đang tư vấn cho những khách hàng khác. Mặc dù không chứng minh được bất kỳ một giấy tờ liên quan nào đến việc hành nghề thẩm mỹ, không xuất trình được chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, nhưng chủ cơ sở trái phép này khẳng định với đoàn kiểm tra đã học kỹ thuật này ở Hàn Quốc và cho rằng đã làm đúng. Sau đó, Thanh tra Sở đã lập biên bản kiểm tra y tế, yêu cầu ngưng ngay việc hành nghề thẩm mỹ trái phép cũng như chấm dứt việc quảng cáo trái phép trên mạng xã hội. Thanh tra Sở đã mời đương sự đến làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, qua hai lần mời, ông TTT, Mr. Lee không hợp tác và không chấp hành. Trước hành vi thách thức của ông TTT, Thanh tra Sở Y tế đã có văn bản gửi đến Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và Công an thành phố Thủ Đức đề nghị phối hợp để xử lý nghiêm trường hợp này theo đúng quy định của pháp luật. Sở Y tế khuyến cáo người dân khi phát hiện hoặc nghi ngờ cơ sở làm đẹp trái phép có dấu hiệu vi phạm, người dân có thể gọi ngay đến đường dây nóng qua số 0989 401 155 hoặc phản ánh qua app y tế trực tuyến để Thanh tra Sở Y tế có thông tin, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm theo đúng quy định. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh tăng cường khuyến cáo người dân lựa chọn các cơ sở cung cấp dịch vụ thẩm mỹ bằng cách tra cứu vào đường link thongtin.medinet.org.vn để biết thông tin của các phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ đã được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động. Tham khảo điểm đánh giá chất lượng của các cơ sở y tế thẩm mỹ, người dân không nên lựa chọn các cơ sở làm đẹp chỉ dựa vào tên gọi trên bảng hiệu như thẩm mỹ viện, viện thẩm mỹ. Thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.